Lại ông nào lại bảo tôi giống Sky đùa? Tôi là Sky đâu. Cái cỏ nó pha phòng. Hay em. Rồi em có thể bớt điệu đi không? Từ nãy giờ anh để ý nhá. Đấy, một này, hai này, xong rồi các thứ. Đâu có. Ừ, ở Hà Nội sao nóng nhỉ? Rõ ràng là ở Phú Thọ đêm lúc hưởng sáng mưa tí xong rồi tạnh rồi. Hà Nội nóng lắm, Hà Nội tận cái độ liền mà nóng lắm, nói chung là thì ở chỗ... anh ra ngoài trời này là anh bị quay luôn đó. Thì anh ở chỗ anh nóng mà, nhưng mà ít ra là nhà mình còn có điều hòa. Nóng nhưng mà anh còn mặc cái gì ấm áp thì kia cơ mà. Ấm áp. Thế bảo xem nhá, ở thế bây giờ lên nói chuyện lịch sự thì mình không ăn mặc tử tế, chẳng nhẽ mình cởi hết à? Cởi luôn. Đấy, nó đẹp kìa. Mưa rồi á? À? Thành Lê ở đâu đấy? Phúc Yên là Vĩnh Phúc à? Em... cái gì đấy? Em mặc như vậy chẳng... Tiễn anh ra khơi luôn. Hành này, sáng ra không muốn ăn hành, đi ra khỏi đài truyền hình của Thảo. Cái giọng giống MTP vậy đấy. Đùa ông Ngô Gia Huy này sẽ giống MTP. MTP làm sao hát live bằng tôi được. Vậy hả? Vậy ông hát cho chúng tôi nghe đi. Em quê ở đâu mà dễ thương vậy? Kìa. Ừ, nghe lơ lớ. Kiểu đi hát nhiều quá, thành ra giọng mình bị biến tướng. Nói chuyện gì ơi? Nói chuyện gì vậy? Duy Khánh là ai ở Thành Lê? Vũ Duy Khánh á? Vũ Duy Khánh ý. Hay là có cái bài mấy cái bài buồn thứ đấy. Hút gần không em, chả hiểu ai luôn. Vũ Duy Khánh xăm sổ đầy mình. Đây đây à? Không, sao lại đổi tên là cái gì thế này? Bên đây Hà Nội mà. Ông đấy nói chuyện kinh lắm. Buồn cười lắm. Vợ tuyệt vời nhất thì Giang Còi. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Ô, rõ ràng em vừa ra ấy mà. Ra ngoài ban công mà. Ban công cửa đây nè, cửa ngay đây luôn. Nhưng mà bật điều hòa thì mình phải đóng cửa chứ. Lúc nãy không bật điều hòa, bây giờ chỉ bật điều hòa rồi. Anh vào Zoom nên làm khóa nên là phải bật điều hòa luôn đó. Vì anh phải đánh điện nè. Dã man, định đi không? Cái gì đây? Cảm ơn Thành Lê nhá, đùa giống gì đâu. À hôm nọ cái gì nhỉ, hôm vừa rồi có diễn cho ở chương trình gì ở dưới dưới Vĩnh Yên ấy. Diễn gì? Chỗ